đã cai được thuốc lá hay không thì cũng xin gọi cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi có những người chuyên viên được huấn luyện rất là kỹ càng và rất là tận tâm để giúp cho người ta cai thuốc lá. Dù cai được rồi mà muốn cai cho vĩnh viễn, nghĩa là cai luôn, thì cũng gọi cho chúng tôi sẽ lập một cái kế hoạch để cho người hút thuốc lá có thể cai vĩnh viễn được. Cai thuốc lá là một việc rất là khó nhưng mà hoàn toàn có thể, và nó còn dễ dàng hơn khi mà quý vị nhận được sự ủng hộ và sự giúp đỡ. Thì khi mà quý vị gọi vào trung tâm cai thuốc lá thì những cái chuyên gia tư vấn tại trung tâm cai thuốc lá có thể giúp đỡ quý vị để quý vị hiểu biết thêm tại sao quý vị hút thuốc lá và có những trường hợp hoặc là những cái phương án nào khác để mà đối phó với những cái trường hợp đó. Ngoài ra mỗi một tuần chúng tôi cũng cố gắng gọi điện cho quý vị để đưa cho quý vị cái sự ủng hộ tinh thần.